Quận Đoàn Cái Răng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân phường Phú Thứ vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch Hành quân xanh năm 2024. Tại đây, 70 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng và Quận Đoàn Cái Răng đã tham gia trồng 100 cây hoàng yến dọc hai bên lộ giao thông khu vực thành phố phường Phú Thứ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Quận Đoàn Cái Răng nhằm thực hiện tốt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đồng thời phát huy tốt tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang và tuổi trẻ quận Cái Răng đối với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.